Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh Mang Thai Baby.com. 7 dấu hiệu có thể cảnh báo sớm ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng là căn bệnh nguy hiểm, nhưng những triệu chứng để lại thì rất âm thầm và phụ nữ thường bỏ qua những cái dấu hiệu cảnh báo ở giai đoạn đầu. Ung thư buồng trứng từ lâu là một kẻ giết người thầm lặng và rất ít triệu chứng ban đầu. Tuy nhiên, ung thư buồng trứng thực ra cũng có một số dấu hiệu ban đầu rất quan trọng của bệnh để chúng ta có thể nhận biết. Khi được chẩn đoán sớm, các trường hợp ung thư buồng trứng đều có thể điều trị được. Tuy nhiên, thật không may, các triệu chứng cảnh báo sớm của ung thư buồng trứng rất dễ bị bỏ qua và hầu hết các phụ nữ phát hiện đều đã ở giai đoạn cuối. Vì vậy, nhận biết sớm các cái dấu hiệu của ung thư buồng trứng là điều rất cần thiết. Phụ nữ thừa cân, béo phì hoặc chưa từng sinh đẻ là những trường hợp có người bị bệnh sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất là cao. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng bạn không nên phớt lờ. Thứ nhất là đầy hơi và khó tiêu. Theo Mỹ, hầu hết mọi phụ nữ đều trải qua cảm giác đầy hơi và khó chịu trong bụng, dù là bình thường, đặc biệt vào chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Đầy hơi kéo dài hàng ngày trong tối đa 3 tuần là dấu hiệu bất thường. Đầy hơi kèm theo chứng bụng có thể thấy sưng ở bụng là một trong những dấu hiệu sớm nhất của ung thư buồng trứng. Căn bệnh này gây ra sự tích tụ bất thường của chất lỏng trong khung chậu hoặc bụng, tạo cảm giác khó chịu, đầy hơi và khó tiêu. Thứ hai là thay đổi chức năng của bàng quang. Thông thường khi phụ nữ gặp các vấn đề về tiết niệu, chẳng hạn như đau khi tiểu tiện, họ nghĩ rằng đó là nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhưng các vấn đề liên quan đến bàng quang cũng là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Triệu chứng cụ thể bao gồm cảm thấy áp lực hoặc đau ở bàng quang, đi tiểu thường xuyên, cần đi tiểu khẩn cấp. Các triệu chứng này kéo dài nhiều ngày, bạn cần đi khám để được tư vấn một cách kỹ hơn. Thứ ba là chán ăn. Mất cảm giác ngon miệng là triệu chứng phổ biến của hầu hết các cái dạng ung thư buồng trứng cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài chán ăn, dấu hiệu sớm của bệnh này bao gồm cảm thấy no nhanh, khó ăn hết ngay cả bữa ăn khi chúng ta ăn các cái bữa ăn nhỏ. Thứ tư là táo bón. Táo bón thường là triệu chứng của các bệnh lý về tiêu hóa, nhưng nó cũng xuất hiện ở những bệnh nhân mắc các ung thư buồng trứng. Đó có thể là do khối u đang bắt đầu to lên và tạo áp lực lên ruột và dạ dày. Thứ năm là đau khi yêu. Rất nhiều trường hợp cảm thấy khó chịu, thậm chí là đau khi quan hệ tình dục và thường xuyên có nhu cầu tiểu gấp do những áp lực lên vùng xương chậu. Mức độ đau càng cao, bệnh ung thư buồng trứng có thể đang phát triển ở giai đoạn nặng. Thứ sáu là cơ thể mệt mỏi. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đó là điều bất thường, nhất là khi bạn không làm việc gì quá sức. Cảm thấy mệt mỏi thường xuyên và thiếu năng lượng là một trong những dấu hiệu ban đầu của ung thư buồng trứng. Trong đó, ung thư buồng trứng ở giai đoạn này cũng có thể là một giai đoạn sớm thì chúng ta biết cách để điều trị. Thứ bảy là chảy máu âm đạo bất thường. Nếu bạn bị chảy máu âm đạo bất thường kèm theo đau đớn hoặc có sự thay đổi khác thường trong chu kỳ kinh nguyệt, tốt nhất là bạn nên đi khám và nói rõ với bác sĩ những triệu chứng mà bạn đã gặp phải để có kết quả chẩn đoán một cách chính xác nhất. Và quý vị và các bạn cũng có thể truy cập và ghé thăm trang web của chúng tôi là mangthaibaby.com. Ở trang web này thì chúng tôi đã viết rất nhiều các bài viết liên quan đến mẹ bầu cũng như chăm sóc sức khỏe của chị em phụ nữ. Rất được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video kế tiếp. Túi xách nam nữ thời trang Bunoco, sự lựa chọn đến từ trái tim.